Nói đến hạnh phúc, phải nhắc đến các quốc gia ở Bắc Âu, nơi luôn đạt điểm cao trong các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng, và Phần Lan chính là quốc gia đứng đầu trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất của báo cáo Hạnh phúc Thế giới trong 6 năm liền. Ngay cả khi nơi đây có thời tiết lạnh giá, mùa đông dài và không có ánh sáng ban ngày trong một số thời điểm của năm. Theo các chuyên gia, phần lớn lý do đến từ việc Phần Lan luôn hướng đến mục tiêu giảm bớt căng thẳng cho cuộc sống, chẳng hạn như giáo dục phần lớn đều miễn phí, số ngày nghỉ dồi dào, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe được đảm bảo và dân số ít. Tuy nhiên, sự hạnh phúc còn đến từ những thói quen và niềm tin của người Phần Lan. Đầu tiên, mình xin chúc mừng Phần Lan đã trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp. Và nói về cái sự hạnh phúc ở Phần Lan á, thì khi mình nói đến thì cũng sẽ có nhiều người nói là Phần Lan sẽ không có hạnh phúc bởi vì những cái yếu tố nào đó. Thì với những cái yếu tố mà mọi người nói ra thì nó vẫn đúng. Nhưng mà khi mà mình nhìn trên cái tổng thể tất cả những cái yếu tố á, cộng lại á, thì Phần Lan vẫn nhỉnh hơn một số quốc gia khác. Cho nên là để nói về hạnh phúc á, thì mình phải xét trên nhiều cái khía cạnh. Và cái chỉ số hạnh phúc này á, thì nó cũng chỉ dựa ở trên cái những cái chỉ số mà Hiệp hội đánh giá hạnh phúc của thế giới đưa ra thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên là cả nhà cùng mình xem video là những cái yếu tố nào tạo nên cái sự hạnh phúc của Phần Lan nhé. Welcome to Life in Happy Country Channel. Người ta hay nói là ở Phần Lan rất là buồn chán, thì làm sao mà hạnh phúc? Ở đây khá là buồn tẻ và chán, chỉ muốn đi đến nước khác thôi, hoặc muốn đi về thôi. Thì những cái quan điểm, những ý kiến đó nó cũng đúng một phần thôi, nhưng mà nó không phải là cái tổng thể để chúng ta kết luận là đất nước Phần Lan là buồn chán chứ không hạnh phúc. Hạnh phúc á, nó sẽ đến từ nhiều cái yếu tố. Khi người ta đưa ra một cái đánh giá, một cái chỉ số á, thì người ta cũng sẽ dựa trên những cái gạch đầu mục và người ta cùng nhau đánh giá cái sự hạnh phúc trên những đầu mục đó, chứ không phải là chúng ta đánh giá trên cảm tính hay đánh giá trên một yếu tố. Như các bạn nói thì Phần Lan khá là buồn tẻ. Vậy thì những cái quốc gia mà khá là nhộn nhịp vui chơi á, nơi đó có hạnh phúc hay không? Nó chỉ hạnh phúc khi các bạn đang chơi, đang vui thôi, các bạn có tiền thôi. Khi bạn hết tiền, bạn có hạnh phúc ở nơi đó hay không? Đó, thì nó cũng sẽ ngược lại với cái bài toán ở tại Phần Lan. Cái sự đánh giá hạnh phúc á, nó không thể dựa trên một cái yếu tố cảm xúc của một đứa trẻ khi mà ở nơi đó nó có nhiều đồ chơi, hoặc là những cái nơi mà làm cho nó rất là vui thì nơi đó là hạnh phúc, mà là chúng ta phải dựa trên nhiều thành phần trong một cái xã hội á, giống như là trẻ em nè, học sinh nè, sinh viên, rồi người đi làm nè, người thất nghiệp nè, người già nè, thì họ có cảm thấy hạnh phúc hay không, họ được giải quyết tổng thể những vấn đề gì, giống như là chính quyền nè, kinh tế nè, xã hội nè, công an việc làm nè, rồi môi trường nè, cái cuộc sống xanh của họ nè, thì những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc hay không. Khi người ta gặp khó khăn trong cuộc sống mà được chính phủ hoặc được những người khác giang tay ra giúp đỡ họ thì họ mới cảm thấy lúc đó nó hạnh phúc. Khi mà bạn giàu, bạn có rất là nhiều tiền, không có cái gì làm cho bạn hạnh phúc đâu, nó chỉ làm cho bạn vui thời điểm đó thôi. Khi bạn hết tiền, bạn mới cảm thấy là cuộc sống này nó rất là nhiều cái trớ trêu. Giống như bạn hay nghe người ta nói là lúc mình vui thì có rất là nhiều bạn bè đến chơi với mình, nhưng mà tự nhiên lúc mình nghèo khổ, thất nghiệp gì đó, hoặc là hết tiền, gọi cho bạn bè không ai muốn bắt máy hết, nhắn tin không ai muốn trả lời hết, tự nhiên mọi người muốn xa lánh mình hết, thì lúc đó bạn mới thấy là hết tiền thì không ai giúp đỡ mình, cuộc sống nó tệ hơn nữa chứ nó không phải là hạnh phúc. Mà những cái nơi vui chơi á, nó đốt tiền của chúng ta rất là nhiều, làm cho chúng ta sẽ bị cuốn theo cái vòng xoáy về công việc, làm việc rất là nhiều để có nhiều tiền để bù đắp vô những cái việc mà chi tiêu nhiều đó. Rồi thì mình sẽ nói về những cái vấn đề ở tại quê Phần Lan và tại sao người ta nói là hạnh phúc ha. Đầu tiên thì mình nói về giáo dục đi. Thì ở Phần Lan á, họ có một cái hệ thống giáo dục rất là công bằng, không có phân biệt cha mẹ là ai hết. Những cái ngày lễ thì không có cần phải tặng quà hay là cái gì cho thầy cô cả. Thầy cô đối xử công bằng với tất cả những đứa trẻ, giống như đứa con của mình, nó lên trường nó không chịu nói chuyện, thầy rất là muốn ôm nó, nói chuyện nó để gần nó hơn, có nhiều cảm tình hơn, nhưng thầy nói thầy không thể làm được như vậy, bởi vì thầy phải công bằng với tất cả những đứa trẻ còn lại, vì thầy không thể ôm hết tất cả những đứa trẻ khác mỗi ngày, vì thầy có rất là nhiều công việc để phải quan sát và chăm sóc cho những đứa trẻ. Ở Phần Lan thì đi học cũng lại được miễn phí. Những đứa trẻ đó thì theo mình đọc thông tin thì chính phủ á, chi ra trung bình một năm khoảng 10.000 euro cho một đứa trẻ trên cái giáo dục cơ bản. Thì các bạn thấy là khá là nhiều tiền cho một đứa trẻ để mà đi học. Rồi mỗi tháng cho những đứa trẻ những cái khoản tiền một khoảng 100 euro dao động, thì để cho những đứa trẻ có thể mua đồ chơi mình thích nè, mua đồ gì rẻ hay là mua quần áo hoặc là mua bánh mình ăn, mà hàng tháng đều có đều đặn như vậy hết. Dù thích chiếc xe đạp thì cũng có thể mua được chiếc xe đạp cũ để về mình đi, hoặc mua những cái ván đồ chơi hay gì đó. Thì những đứa trẻ đây nó cảm thấy rất là
hạnh phúc vì lúc nào nó cũng có đồ chơi. Ba mẹ thì cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì không phải tốn tiền cho con học và không cảm thấy bị đối xử, bởi vì có thể là mình không có nhiều tiền, mình không phải là người giàu và con mình vẫn được đối xử công bằng, vẫn ăn uống như nhau như những bạn giàu có khác, cho nên là họ cảm thấy hạnh phúc vì trong giáo dục. Và giáo dục ở đây thì họ không có cái sự quan liêu theo kiểu là nó gọi là sao ta, chấm điểm cao điểm thấp gì đó, mà giáo viên họ rất là công tâm và công bằng. Ở đây học miễn phí mà, cho nên là bé nào học không tốt không được thì có thể ở lại học tiếp thôi, tốt cho đứa bé. Và giáo viên cũng có thể không cần phải áp lực bởi những cái kỳ thi, dẫn đến không đè nặng lên áp lực cho những đứa trẻ. Ở Phần Lan thì không có những cái thành tích chung cho quốc gia, cho cái ngành giáo dục gì đó để mà người ta không có phải chạy theo những cái con số, chạy theo những thành tích rồi bắt những đứa nhỏ nó phải chạy theo đó, dẫn đến nó không phát triển tốt về trí não, không phát triển về thể chất hay là cái sự mà tư duy của nó nhiều hơn. Ở đây thì người ta hướng đến những cái việc đó nhiều hơn và làm cho nó yêu thích cái việc học. Thì khi nó yêu thích thì nó sẽ làm việc đó tốt hơn. Thì ba mẹ cũng sẽ cảm thấy là hạnh phúc hơn về cái việc giáo dục đó. Rồi về giáo dục về từ cao đẳng hay là đại học nó cũng vậy, các trường đại học ở Phần Lan đa phần thì chất lượng nó cũng ngang ngang với nhau, cũng có một số trường nó sẽ nổi trội hơn một xíu, bởi vì ví dụ trường đó lớn quá thì nhiều sinh viên thi thì cái thành tích đậu họ nhiều hơn thì có thể là họ được chấm điểm cao hơn. Nhưng mà mọi người cũng chia sẻ là ở tại Phần Lan thì giáo dục nó gần gần giống nhau hết, và khi bạn đi xin việc làm thì bạn cầm bằng đại học với nhưng ta cũng không quan tâm nhiều lắm về cái bạn học trường nào ra. Rồi nói về chính quyền ở Phần Lan thì ở Phần Lan chính quyền họ không có tham nhũng, họ xem người dân là khách hàng để họ phục vụ, và người dân có thể feedback lại, có thể đánh giá những cái bộ phận đó. Khi bạn đến chính quyền ở Phần Lan cảm thấy rất là thoải mái và rất là được hỗ trợ và nhiệt tình, bạn không có cảm thấy sợ hay là bạn cảm thấy là bị lo lắng, cho nên là người ta cũng cảm thấy là chính quyền được tạo ra để phục vụ cho người dân, họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Về xã hội ở đây thì xã hội giống như là các bạn đi làm, các bạn không có bị thất nghiệp, không có tiền thì chính phủ vẫn cung cấp cho các bạn tiền nhà, tiền ăn uống sinh hoạt cơ bản đủ sống một tháng. Nếu mà bạn mua trả góp thì tất nhiên là không đủ rồi, mọi thứ trả góp thì không đủ rồi, nhưng mà cơ bản bình thường thì chính phủ tính hết là đủ hết cho các bạn, cả kể cả việc mà nuôi được con của các bạn luôn đó. Thì người ta mới cảm thấy là hạnh phúc khi người ta không có việc làm, người ta thất nghiệp, không có ai giúp đỡ, không có ba mẹ giàu hay là không có tài sản gì hết thì vẫn sống được đó. Những người mới đến Phần Lan mà theo cái diện mà giống như là vợ chồng học đại học, cao học trở lên rồi đang lao động tại Phần Lan để bảo lãnh qua, hoặc là những chồng ở bên đây bảo lãnh qua, thì chính phủ hỗ trợ rất là nhiều cho những người đó để mà họ cảm thấy là khi đến Phần Lan nè rất là nhẹ nhàng, không có bị áp lực về tài chính, không bị áp lực về cái việc là phải vừa đi làm vừa đi học mới sống được đó. Thì khi mà bạn đến một cái quốc gia mới mà được chính phủ hỗ trợ rất là nhiều, bạn không phải chuẩn bị khá là nhiều tiền mới có thể sống và tồn tại được ở đây để trước khi xin được cái thẻ định cư dài hạn, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là đến đây nó nhẹ nhàng, nó không có bị nhiều áp lực, bạn cũng cảm thấy điều đó nó sẽ là hạnh phúc đó. Rồi người già ở Phần Lan cũng vậy, khi mà người ta già thì người ta sẽ không có tạo ra nguồn thu được nè, rồi bệnh tật nè đó, rồi con cái ai nuôi nè, thì những việc đó chính phủ đều lo hết cho những người già. Người già có lương hưu nè, có trợ cấp được nhà nè, nếu mà cái tổng lương mà họ không có đủ á, hồi đó họ đi làm họ đóng tiền hơi không được nhiều để mà sau này lương hưu họ không cao á, thì cũng được chính phủ lo nè, rồi bệnh rồi chính phủ cũng lo hết. Người già cũng cảm thấy là không có phải việc mà làm để dành tiền để sau này tự nuôi sống bản thân mình khi về già, rồi sợ già không có tiền sống, không có nhà để ở, rồi không có con cái để lo. Thì ở Phần Lan họ lại giải quyết được cái bài toán đó luôn cho người già, cho nên người ta cảm thấy sống, người ta không có lo âu nhiều cho đến già. Còn con cái người ta thì chính phủ có một cái lộ trình để lo cho nó hết rồi, cha mẹ không cần phải nghĩ về tiền để lo cho những đứa con. Rồi nói về môi trường khí hậu thì ở đây quá tuyệt vời rồi. Ở đây người ta rất là ý thức về cái việc là tạo ra cái môi trường xanh sạch. Mình cũng có từng nói một cái video đó là vì sao Phần Lan sạch sẽ, các bạn có thể xem lại cái cách người Phần Lan họ tạo ra với nhiều cái vấn đề và chính phủ và người dân cùng đồng lòng để tạo ra môi trường ở Phần Lan. Khi ở Việt Nam bạn có khá là nhiều cái bệnh về đường hô hấp, nhưng mà khi đến Phần Lan là mặc dù rất là lạnh nhưng mà bạn lại không có bị cái việc đó, giống nhiều bạn nói là bị viêm son hay là bị gì đó thì phong thấp gì đó ở Việt Nam. Khi mà qua đây rất là nhiều bạn nói với mình chia sẻ là qua đây không còn bị những cái bệnh đó nữa, bởi vì không khí nó rất là trong lành đó, rồi nước, nguồn nước hôm nay rất là sạch, người ta đi uống nước từ vòi hết, vòi rửa chén đó, rồi tất cả nó chỉ có từ một cái nguồn nước thôi, cho nên là khá là sạch thì nó cũng sẽ làm cho sức khỏe nó tốt hơn, tuổi thọ tăng cao hơn. Cái việc mà di chuyển cái nơi sống nữa, ví dụ giống như ở đây bạn có một cái việc làm ở một thành phố khác, bạn sẽ dễ dàng di chuyển đến thành phố đó bạn ở, con cái bạn vẫn học được cái môi trường là tốt, rồi
cái mọi thứ chính phủ ở nơi đó nó cũng tốt, nó cũng có cơ sở hạ tầng vật chất rồi y tế giáo dục những thứ đặc có, nó chỉ có là nhiều số lượng nhiều hay ít hơn thôi, thì làm cho người dân cũng cảm thấy rất là thoải mái. Giống như mình mà nếu mà ở bên Việt Nam á, mà mình ở Sài Gòn hay là Hà Nội đi, mà mình muốn chuyển vào một cái tỉnh á, nó là một câu chuyện rất rất là lớn. Con mình tự nhiên học sao nè, về quê học sao nè, về quê y tế giáo dục tốt không nè, và về quê làm gì để có thể có tiền được nhiều như ở thành phố lớn nè. Ở Phần Lan thì thành phố lớn, phố nhỏ nó chỉ chênh lệch ít thôi, bởi vì cái trượt giá của nó đó, cho nên là ở đây người ta không có lo ngại nhiều về cái việc mà di chuyển các nơi ở. Rồi thì tổng thể những cái việc đó chung quy lại thì nó sẽ làm cho người dân họ cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi vì chính phủ tạo ra để phục vụ và giúp đỡ cho người dân, chứ không phải là để ăn và xây dựng phát triển đất nước không, mà người dân không có lo, người dân là cốt lõi. Cũng có những người ở tại Phần Lan sẽ nói là không có cảm thấy hạnh phúc nữa và không có hạnh phúc như lúc trước nữa, thì điều đó là đúng. Tại vì khi mà bạn đang giàu thì bạn hỏi bạn có hạnh phúc không, bạn sẽ là không hạnh phúc, bởi vì bạn sẽ thiếu cái này thiếu cái nọ. Khi bạn được chính phủ hỗ trợ rất là nhiều rồi thì bạn sẽ nhìn ra những cái vấn đề còn nho nhỏ nữa, bạn chưa được hỗ trợ thì bạn cảm thấy nó cũng không phải là gọi là xứng đáng với từ hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà bạn so với những cái quốc gia mà không được hỗ trợ gì cả hoặc hỗ trợ rất là ít, thì quá nhiều và quá ít, thì bạn mới cảm nhận được cái sự hạnh phúc của một cái quốc gia đó. Và họ đánh giá trên những cái tổng thể chứ không đánh giá trên một cái chi tiết, đó là ở nơi đó phải là vui chơi, đông người, nhộn nhịp, nhiều món ăn thì mới là hạnh phúc. Khi bạn giải quyết cái tổng thể lớn ok rồi thì những việc này bạn có thể để dành tiền, bạn đi du lịch qua những nước kia. Khi bạn có tiền, bạn ăn xài nó thì bạn sẽ có tiền để bạn di chuyển qua những cái nước lân cận, bạn có thể thưởng thức những cái mà bạn đang cần ở những cái nước lân cận cũng khá là nhiều ở tại châu Âu, châu Á gì đó. Đó thì đó chính là những cái vấn đề mà quốc gia Phần Lan họ nói là hạnh phúc ha, và những vấn đề mà người ta nói là cảm thấy chưa có hạnh phúc tại Phần Lan. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Người Phần Lan chăm chỉ nhưng đồng thời giờ làm việc của họ cũng rất hợp lý. Họ có thời gian để thư giãn, chăm sóc bản thân, thực hiện các hoạt động khác ngoài công việc. Người dân nơi đây cũng không phải đi làm xa, làm tăng thời gian rảnh rỗi mà họ có trong một ngày. Hòa mình cùng với thiên nhiên. Thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với cuộc sống và hạnh phúc của nhiều người dân Phần Lan. Nơi đây có quy tắc, quyền của mọi người cho phép người dân sử dụng miễn phí gần như mọi khu vực rừng, hồ và bờ biển để thực hiện các hoạt động như cắm trại, hái quả mọng, hái nấm, bơi lội, đi bộ đường dài, cưỡi ngựa và trượt tuyết đều miễn phí tại những không gian công cộng. Theo một số nghiên cứu, thiên nhiên thực sự làm giảm căng thẳng. Khi ít căng thẳng, ta sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn. Phát triển bản thân. Việc học hỏi những điều mới được cho là rất tốt cho sức khỏe tinh thần của chúng ta. Phần Lan có một số lượng lớn các hiệp hội, nơi mọi người có thể cùng nhau thực hiện các sở thích, từ học yoga đến học làm gốm. Việc học khiến con người cảm thấy mình đã tận dụng hết những ngày của mình một cách ý nghĩa, hữu ích. Điều này khiến họ hạnh phúc hơn. Tin tưởng lẫn nhau. Một số nghiên cứu cho thấy mức độ tin tưởng giữa các cá nhân ở Phần Lan rất cao. Vì đây là một quốc gia nhỏ bé, nên mọi người có xu hướng xây dựng mạng lưới các mối quan hệ để tạo nên sức mạnh. Việc thoát khỏi sự cô đơn là một trong những điều quan trọng nhất khi nói đến cảm giác hài lòng và mối quan hệ thân thiết với những người khác là cần thiết để có một cuộc sống trọn vẹn, theo một nghiên cứu năm 2021. Chọn cảm giác hài lòng hơn là tìm hạnh phúc mãnh liệt. Ở Phần Lan, hạnh phúc không nhất thiết phải là cảm xúc rất mãnh liệt, mà giống như một cảm giác tĩnh tại, an yên hơn. Thay vì tìm kiếm sự hưng phấn, người Phần Lan cho chúng ta gợi ý về những điều khiến ta cảm thấy hài lòng, hương vị của một tách cà phê ngon, cảm giác an toàn trên chiếc xe vững chãi, và chúng ta sẽ cố gắng giữ lấy những cảm xúc đó suốt cả ngày dài. Ấy chính là hạnh phúc. Đặc biệt, các yếu tố bên ngoài cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc. Không nên quá đặt nặng trách nhiệm của mỗi cá nhân, bắt buộc cuộc sống của mình phải hạnh phúc, buộc mình phải làm những điều được cho là đem lại hạnh phúc. Bởi áp lực chính là thứ khiến hạnh phúc bị vơi đi. Thì hy vọng video này sẽ giúp cho cả nhà hiểu hơn về cái tổng thể cái sự hạnh phúc ở tại Phần Lan nhé. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.